All New Hyundai Tucson là mẫu crossover hạng C cực hát ở thị trường Việt Nam kể từ khi mở bán hồi đầu năm 2022. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn cung Hyundai Tucson không đủ khiến dòng xe này bị bán tranh giá cao. Đặc biệt, có thời điểm người dùng phải mua Hyundai Tucson với mức tranh cao nhất đến 150 triệu. Tuy nhiên, sau vài tháng sử dụng, khách hàng phải chấp nhận mức lỗ sâu khi bán Hyundai Tucson lướt. Theo nhà sản xuất thành công công bố lúc ra mắt, Hyundai Tucson Diesel có giá niêm yết 1 tỷ lẻ 30 triệu hiện, đã tăng lên 1 tỷ lẻ 60 triệu. Giá lăn bánh lúc mua của Hyundai Tucson, máy dầu là 1 tỷ 130 triệu ở tỉnh và 1 tỷ 150 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Hyundai Tucson Diesel thời điểm mới bán ra, khách hàng phải bỏ ra 150 triệu để mua kèm phụ kiện. Như vậy, giá lăn bánh của Hyundai Tucson Diesel 1 tỷ 280 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau 23.000 km lăn bánh, Hyundai Tucson Diesel biển thành phố Hồ Chí Minh đang được bán lại với giá 1 tỷ lẻ 98 triệu. Theo đó, người dùng đã phải chấp nhận mức lỗ đến 182 triệu đây là mức giá mà salon xe cũ bán ra, còn chủ nhân thực tế sẽ phải lỗ nhiều hơn. Hyundai Tucson 2022 sở hữu thông số dài rộng cao lần lượt là 4.630mm, 1.865mm, 1.695mm, tức dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm so với mô hình tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở cũng tăng 85mm khi đạt 2.755mm, khoảng sáng gầm xe đạt 181mm. Ngoại hình Hyundai Tucson 2022 được làm mới hoàn toàn, mang đến cái nhìn thể thao, hầm hố và cá tính hơn hẳn. Lưới tản nhiệt thiết kế mới với tạo hình tam giác vô cùng độc đáo. Các họa tiết bên trong giống hình viên ngọc quý, sơn đen đầy ấn tượng hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ full LED hiện đại. Riêng đèn pha tích hợp vào tản nhiệt và chỉ hiện rõ khi thực hiện thao tác để nổ xe. Thiết kế này mang đến cái nhìn hoàn toàn mới, cá tính và khác biệt. Tiến về phía thân xe, những đường gân dập nổi với thiết kế góc cạnh mang đến cảm giác khỏe khoắn đầy năng lượng, cho tu mới. Bộ la răng kích thước 19 in, với tạo hình cánh quạt hoàn toàn mới trở thành điểm nhấn đầy mạnh mẽ, táo bạo cho mẫu CUVC xứ sở kim chi gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng báo rẽ, có chức năng sấy gương. Tay nắm cửa mạ Chrome nổi bật. Đuôi xe cũng vô cùng nổi bật, với cặp đèn hậu hoàn toàn mới sử dụng công nghệ LED Parametric Duo Hidden Lights, không chỉ tăng khả năng chiếu sáng mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Cửa kính sau cũng được làm lại, với gạt nước ẩn bên cánh gió sau giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp hiện đại, cho thế hệ mới của Tucson. Mọi thiết kế bên trong nhận khá nhiều điểm mới, sang hơn, tiện nghi và thân thiện hơn vô lăng tạo hình bốn chấu phá cách, phía sau đó là đồng hồ hiển thị thông tin, lái dạng màn hình 10.3 in hiện đại. Cần số bây giờ là dạng nút bấm giống đàn anh Santa Fe. Cảm giác sang trọng, nhìn thấy rõ khi màn hình trung tâm táp lô thiết kế dọc dạng thác nước, tích hợp tất cả các nút chức năng, hạ thấp xuống hơn so với màn hình cũ. Dài bạc nhỏ chạy song song kéo dài hết táp lô trở thành điểm, nhấn khiến khu vực cabin thêm phần ấn tượng. Thế hệ mới của Tucson còn được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, với tùy chỉnh 64 màu sắc khác nhau, giúp gia tăng tính thẩm mỹ cho khu vực trong xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp điện thông minh với 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động, từ xa với chỉ một nút bấm trên chìa khóa thông minh, tăng thêm tính tiện dụng cho người dùng. Động cơ Smart Stream DSN dung tích 2 lít đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô men xoắn cực đại 416 Nm.